Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục em lại về thêm được một cái con giải mã của The Long nhá. Con này là một trong những dòng gọi là siêu cao cấp luôn quý vị nhá. Đây là một con những siêu cao cấp luôn. Đó. Dòng này thì nó cũng khá là hiếm đấy quý vị ạ. Khá là hiếm và thường nó cũng ít khi nó về lẻ lắm. Đấy. Và hôm nay thì nó lại về thêm được một cục này nhá. Đấy, bên em về thì cũng về được cái bộ nào hoặc là cục nào của dòng này cũng bán hết ngay. Đó. Sau đây em sẽ khui nó ra nhá để xem cái độ đẹp của nó nhá. Em sẽ đang không có cái chân máy quay đây, em sẽ tạm dừng máy một tí nhá. Ok. Đấy. Rồi. Đây, cục này về trong tình trạng phải nói là rất là đẹp nhá. Đấy. Quý vị nhìn đây. Đây là hàng đấu mạng nó như thế này. Còn nếu mà quý vị cứ theo dõi các cái bộ hàng bãi nhá, hàng bãi nhá, thì nó sẽ xước sát rồi nó các thứ nhá. Đây quý vị nhìn này, đây. Em chiếu sát này quý vị, đây quý vị thấy không, nó đẹp như thế này cơ mà. Đó. Hàng siêu đẹp siêu chất luôn nhá. Đó. Đây, quý vị thấy không, rất là đẹp. Đó. Rồi đây, đó. Còn xốp xốp mới đây. Rồi, ok đó. Các thứ còn rất là đẹp nhá, gần như con này đẹp keng luôn. Đấy. Quá đẹp luôn quý vị ạ. Đó. Rồi ok. Đó. Con này thì hình thức nó giải mã như sau nhá quý vị nhá. Ở đằng đây, điện sử dụng là điện 100V nhá quý vị nhá. Điện sử dụng điện 100V và quý vị cắm cổng quang in ở đây. Đấy, cắm cổng quang in ở đây. Và nó sẽ giải mã lấy tín hiệu ra. Lấy tín hiệu ra nhá, ở đường phone này nhá quý vị nhá. Lấy tín hiệu ra ở đường phone này, đó. Và ở cái đường phone này thì quý vị có thể chỉnh to nhỏ này nhá. Đó. Đấy, quý vị có thể chỉnh to nhỏ này được, đó. Rồi ok ạ. Đó. Rồi. Con này có thêm một số các chức năng như chạy CD này. À, chạy USB này, đó. Rồi. Chạy AM FM này. Đó. Và cắm thêm một đường súp này. Và ở đây là có thể chạy thêm một đôi loa với công suất của nó là 70W này. Đấy. Công suất 70W nhé quý vị nhé. Đó. Rồi con này sản xuất đời rất là mới gần đây nhé quý vị nhé. Đấy, nhưng mà con này sản xuất vào năm 2012 gì đấy. Vâng, con này rất là ok luôn. Có thể cắm đường điện thoại vào và máy tính vào qua đường này nhé quý vị nhé. Điện thoại máy tính qua đường này nhé. Đó. Đó. Hoặc quý vị có thể cắm một cái cổng bất kỳ một cổng in ở đây vào đây nhé. Rất nhiều. Đó. Rồi ok con này thì nó có cái chức năng CD này đây, nhưng mà ở đây là CD thì của nó là gần như các mắt đọc của nó là về quý vị dùng được thì dùng, còn không dùng được thì quý vị thay mắt cho em nhé. Đấy, bởi vì những dòng này là ở bên kia người ta đã dùng rồi. Và cái mắt ấy, nó giống như kiểu cái dây cua loa ấy. Dùng một thời gian nó sẽ phải thay nha quý vị nhé. Còn ở đây nhé, ở đây là cái cổng đây này. Đây này quý vị này. Đấy. Cổng này là cổng, cái chỗ này là cái suộc này để mình chuyển đổi cái các cái đầu vào nhé. Đây là cầu vào cổng iPod USB này. Cổng đầu vào cổng phát FM này. Analog in này. Digital in này, đấy, cắm digital in là cắm cổng quang đằng sau nhé quý vị nhé. Đấy. Đây, đĩa này. Đấy. Rồi, ok ạ. Con này thì điện, quý vị lưu ý điện sử dụng 100V nhé. Đó. Những cái bộ như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 5 triệu 9 một bộ có cả loa. Nhưng mà thực ra cái loa của nó thì nó không có nhiều ý nghĩa đâu. Đấy. Loa của cái bộ M39 này so với cục này thì nó không nhiều ý nghĩa mấy. Đó. Vâng, đấy. Thì bộ này thì nếu mà như con này, nếu mà tách từ bộ ra thì nó sẽ phải rơi vào tầm hơn 4 triệu quý vị nhé. Nếu tách, bởi vì cái loa chỉ bán được khoảng tầm hơn 1 triệu thôi. Đấy, loa chỉ bán giỏi lắm được 1 triệu 2 đến 1 triệu 3. Đó. Thì đâu còn lại là đầu, thì ví dụ như 5, 5 triệu 9 là trừ đi 1 triệu 3 thì nó rơi vào tầm còn khoảng tầm hơn 4 triệu đấy. Vâng. Đấy. Thì tuy nhiên là nó về lẻ, đâm ra em sẽ bán giá nó rẻ hơn nhé quý vị nhé. Nó về lẻ thì em sẽ bán giá rẻ hơn cho quý vị. Đấy, con này nói chung là đẹp chưa từng thấy luôn. Con này gọi là đẹp như chưa bao giờ mà gọi là thấy luôn được con đẹp này.
Rồi. Con này thì em bán với giá cho quý vị giá siêu tốt luôn nhá. Con này em bán cho quý vị giá của nó là 3 triệu 450 nghìn quý vị nhá. 3 triệu 450 nghìn con này. Con này giải mã thì cực kỳ hay luôn. Nói thật quý vị, con này còn giải mã siêu hay luôn, cực hay. Đấy. 3 triệu 450 nghìn. Mà dòng này hiếm lắm nha quý vị nhá, không ai dám tách ra để bán giải mã luôn nhá. Bởi vì giá nó quá cao, đôi loa nó không kéo lại được luôn. Đấy. Cho nên không ai dám tách ra luôn để bán. 3 triệu 450 nghìn quý vị nhá. Quý vị nào lấy thì alo ngay cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.